Alo alo, thông báo chuyển từ nhà cũ sang nhà mới. Mọi thông tin về tài khoản đều được giữ nguyên, chỉ là giờ một tên miền khác mà thôi. Cảm ơn tất cả mọi người. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của mình trong BSwam. Với video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một cái tính năng giúp bạn theo dõi quá trình mình đi cày cuốc. Và quá trình này là trong macro nha. Tức là chúng ta phải kết hợp với Nitro Macro. Cái này gọi đơn giản với tên là webhook. Đây là cái sự liên kết giữa phần mềm Nitro Macro với lại một con bot ở trong Discord. Và trong quá trình treo máy, nó sẽ hiện ra chúng ta một thông tin như vậy. Cái này gọi là hourly report, nghĩa là báo cáo theo mỗi giờ. Nhìn khá là chuyên nghiệp đúng không? Mặc dù là không biết có chuyên nghiệp thì hay không. Yeah, nhưng đại khái là sẽ giúp các bạn theo dõi được quá trình mình chơi thế nào. Rồi sau khi mình đã chế tạo được Petal Planter thì mục tiêu tiếp theo quay trở lại với nâng cấp level up mình lên. Như bạn thấy ở đây, team mình là 50 con, full 16, có khoảng đâu đó 1-2 con cấp 17. Ở đây mình có một con Fat 2B cấp 17 nè. Cái con này hồi trước là con Bishop B, nhưng mà đã đổi sang con Fat 2B rồi. Một con Bojan B Gifted cấp 17, Digital B cấp 17. À hết rồi. Tức là mình còn 47 con cấp 16 và chúng ta sẽ cày cuốc tiền. Tại vì nâng cấp tổ ong của mình tốn tiền thôi. 47 con ong từ cấp 16 lên cấp 17. Số tiền cần có cho một con đó là 450 tỷ. Các bạn thấy cái bon không? Dễ dàng nhất là bạn ước lượng nó, bỏ đi 6 số 0 rồi thêm với tỷ vào. Ví dụ đây nè, đó là 450 triệu bon thì bỏ 6 số 0 còn 450 thêm với tỷ vào ha. Nghĩa là tốn 450 tỷ. Trong game sẽ cho chúng ta hai thứ giúp bạn có thể giảm số tiền này xuống. Cái đầu tiên là mua amulet của mặt trăng. Chỗ này sử dụng 100 moon charm, nó sẽ cho chúng ta cái chỉ số tên là bon from treat cao nhất là 10% nha. Như đây mình có là full nè, maximum chỉ số rồi, 10%. Thêm được 10% từ bon, tức là cái số tiền các bạn dùng để nâng cấp tổ ong của mình lên á, nó giảm đi 10%. Và cái thứ hai, đó chính là con Puppy Bee. Con này khá là phế, nhưng nó sẽ trở nên OP và quan trọng khi người chơi nâng cấp tổ ong mình lên cấp độ cao. Khi bạn có được Puppy Bee trong tổ, thì phải cho nó dạng kiếp tịch nha. Bắt buộc phải là kiếp tịch nó mới ngon. Kiếp tịch cho mình là 20% bon từ treat nè, thêm được 20% bon, nghĩa là giảm đi 20% số tiền. Thì cộng 10% của một amulet, chúng ta sẽ có max chỉ số là 30%, giảm được 30% tiền. Quay lại với tổ của mình từ cấp 16 lên cấp 17, tốn 450 tỷ tiền một con. Chúng ta lên wiki coi cho nó nhanh nè. Các bạn tìm Bon B Swarm, nó ra chúng ta cái trang wiki này. Cấp 16 lên cấp 17 cần 450 tỷ tiền. 450 tỷ ha, 10%, 20%. Và nếu bạn có hai chỉ số luôn là 30%, chúng ta chỉ tốn là 346 tỷ tiền để nâng một con từ cấp 16 lên cấp 17, là rẻ hơn được 114 tỷ rồi. Và tương tự nè, từ cấp 17 lên cấp 18 là tốn 1,9T, tức là 1.900 tỷ cho một con nha. Nếu bạn có max 2 chỉ số thì chỉ tốn là 1,46T, chúng ta rẻ hơn 440 tỷ. Và mình nghĩ là khi cái tổ các bạn á nâng từ cấp 17 lên cấp 18 thì hãy cho Puppy Bee kiếp tịch. Còn cấp 16 lên cấp 17 như mình chỉ cày tiền thôi. Do mình vừa nói mà, chúng ta phải cho con Puppy Bee này lên kiếp tịch. Mà lên kiếp tịch thì tốn Star Treat, mà cái Star Treat thì khó kiếm. Có thể kiếm bằng cách là dùng 1.000 ticket, tại vì ông event á không thể dùng thức ăn yêu thích được. Còn không á thì dùng bánh gấu ha. Nhưng mà thôi, bánh gấu mua bimat rất quan trọng. Mình đang có 5T nè, 5T tiền. Chúng ta sẽ mua hết 1T, 2T, 3T, 4T và 5T. Được 500 triệu, 500 triệu treat. Chúng ta sẽ nâng cấp cái con Winnie Bee lên Winnie Bee nè. Ok, con thứ hai là ông gấu, Baby. Con thứ ba là Tad Bobby, tim xanh mà. Tad Bobby 1 con, Bojambi 1 con. Sao lại quên ông mèo của tôi rồi? Tad Bibi 1 con, Gummy Bee cũng ok nè. Lên Gummy Bee cấp 17 luôn. Percy Bee, 1 con Tad Bobby nữa, 1 con Bojan. Chắc được thêm 2 con nữa bạn. Chúng ta sẽ ưu tiên vào những con kiếp tịch. Rồi số tiền còn lại thì không đủ. Để mình đếm lại có bao nhiêu con rồi nha. Nếu mình tính toán không nhầm là được 15 con rồi. 15 con cấp 17, nghĩa là chúng ta còn 35 con nữa. 35 con mà nhân cho số tiền của mua Amulet là 409 tỷ một con. Tức là thiếu khoảng tầm 14T. Là khi đó mình đã full tổ cấp 17. Nhiều bạn hay hỏi đó, tại sao mình không nâng cấp full tổ. Tại vì nghèo thôi, tiền đâu mà nâng cấp. 5T tiền chỉ nâng cấp được có vài con thôi. Quay lại với tiêu đề chính video, đó là webhook. Đây là Nitro Macro nha. Tham gia vào Discord Book of P của mình nếu bạn chưa tham gia. Trong Discord Book of P, nó sẽ có một cái room tên là Nitro Macro. Có video hướng dẫn nè, tải tập này về, V0.9.9, tải về cài đặt nó. Phía trên này nó sẽ có một cái WinRAR để giải nén, nếu máy tính bạn chưa có nha. Ứng dụng kêu cập nhật thì bạn cứ cập nhật. Do phiên bản mới nhất bây giờ là V0.1.1.0.2 gì đó. V1.0.0.2. Rồi thì bước đầu tiên các bạn nên tạo một cái server Discord. Khi gặp Discord, nó sẽ có một cái nút Add Server, bấm vào. Rồi Create My Own đúng không? Tạo server. Tạo xong thì bạn bấm vô server của mình, bấm Create Channel nè, tạo ra một server channel test nha. Test là dùng để chat bấm chữ này kia đó. Nhưng mình tạo xong mình đặt tên cho nó là Macro Report, bấm vào setting chỗ này, bấm vào Integration, nó sẽ có cái webhook nè, bấm vào đây. Nếu bạn chưa có con bot, mình tạm gọi là con bot, tại vì nó là bot mà, tạo nó một cái new webhook, có thể đặt tên nếu bạn muốn, chọn cái phòng nếu muốn gửi báo cáo ở đâu, copy webhook, quay trở lại với Nitro Macro, bấm vào phần status, chỗ này sẽ có chữ start nè, chữ start cũng là quá trình. Đây có một dạng báo cáo nhưng mà không đầy đủ, nó chỉ đơn giản là những cái chỉ số thôi. Thì bạn bấm vào đây nhé, change Discord setting, nó hiện lên chúng ta cái bảng này. Thì bạn vừa copy webhook đúng không, dán vào đây. Các bạn dán vào nó sẽ có một cái link như vậy nè,
Cái này là screenshot, bật hai cái lên. Thì screenshot là gì? Screenshot là những cái hiển thị hình và gửi báo cáo cho các bạn màn hình. Thì bạn muốn có cái gì mà bật cái đó lên. Bên đây là user ID, tức là tài khoản Discord của bạn. Và đây cũng chính là lý do người chơi tạo một cái server riêng đó, để không ảnh hưởng đến người chơi khác. Thì tài khoản của bạn bấm vào user setting nè, kéo xuống dưới cùng, bấm event, bật chế độ developer mode lên, đáp một câu gì đó và nhấp phải tài khoản của mình, copy user ID, phải bật chế độ developer mode lên. Khi đó mới copy được ID và các bạn dán vào đây nha. Như vậy là xong. Và phần còn lại rất đơn giản, hãy cứ macro bình thường. Thì khi này cái phòng các bạn thiết lập á, nó cho chúng ta những báo cáo nè, thao tác quá trình thế nào. Và lưu ý nè, cái hourly report nó được gửi mỗi tiếng đồng hồ, đúng giờ nha. 9 giờ gửi một cái nè, 10 giờ gửi một cái nè, 8 giờ gửi một cái nè. Nó không tính theo thời gian bạn chơi nha, nghĩa là không phải cứ mỗi tiếng bạn farm nó mới gửi, cứ đúng mỗi tiếng đồng hồ thời gian thực tế của mình á thì nó sẽ gửi. Nên nếu bạn farm qua thời gian đó thì khi đó bạn mới thấy được cái hourly report này. Rồi quay trở lại với cái của mình, một ví dụ minh họa nè. Bên góc trái của mình là những cái biểu đồ về những cái token boost của mình, về honey per second, về ba lô chúng ta. Nó tính thời gian mỗi 10 phút nè, một gạch là một phút, để cho bạn theo dõi được trong một phút vừa qua các bạn farm được bao nhiêu honey second. Như đỉnh điểm của mình nè, bạn thấy không? À, đỉnh điểm bên đây chứ. Vào thời gian là 21:37:38 gì đó, nó lên nóc luôn. Tức là thời điểm đó, trong phút đó, mình kiếm được khoảng tầm 623 triệu honey trong một giây. Và cái thời gian cao nhất này nè, nó màu cam đúng không? Màu vàng cam. Last hour, mình kiếm được khoảng tầm 409 tỷ. Trong đó Garden nè, Garden màu xanh lá cây, hết 43 phút. Thì Garden màu xanh lá cây tức là khoảng thời gian mình đi farm ấy, đâu đó khoảng tầm mấy chục triệu thôi, 70-80 triệu mỗi giây. Màu vàng cam là Convert, Convert trong 11 phút nè, chiếm 18%. Thì Convert đó khoảng tầm 600 triệu một giây. Order là những cái khác ha, farm từ khung giờ 9 giờ tối tới 10 giờ tối, được 409 tỷ. Dưới này là Section, Section là một cái phiên, tức là tổng thời gian bạn Natural Macro. Như cái bữa đó, bữa hôm qua đó, mình Natural Macro 3 tiếng 21 phút. Trong đó thời gian Gather của mình là 2 tiếng 16 phút, chiếm 68%. Convert là 38 phút, chiếm 19%. Tổng số tiền mình kiếm được 1.4T. Current Honey là số tiền mình có sau cùng ha, 2.7T. Rồi bên dưới này những cái búp nha. Búp về Ticket, Balloon Blessing, Mondo Chick Blessing, Lantern nếu có, Start nếu có. Tại vì cái Natural Macro này khá là mạnh, tùy bạn thiết lập thôi. Nếu mà thiết lập ok, nó giúp các bạn đi collect, nhận đồng hồ Ticket nè, diệt Mondo Chick nè. Bấm vào đây ha, Q. Có thể kill con Ladybug nè, Rhino nè, Spider, Warwick và loot đồ dùng các bạn luôn. Rồi có cả Planter nữa. Chỗ này, thiết lập những cái Planter trên cánh đồng để chúng ta đi farm Nectar Boost. Mình chưa nghiên cứu sâu, nhưng mà cái Natural Macro này khá là kinh khủng ấy. Rồi ha, vừa chỉ các bạn thiết lập webhook để liên kết Natural Macro, theo dõi quá trình chúng ta farm, hiệu suất chúng ta farm. Rồi cảm ơn theo dõi và hẹn gặp lại những nội dung tiếp theo. Xin chào.